thì tỷ lệ rớt chỉ 5%, nên là mình có lẽ là mình sẽ phải oh my god. Yo yo, what's up man? Hey, hello và chào mừng các bạn quay trở lại với series Minecraft xuyên tuần cùng Mr. V tập thứ 43. Yeah. Yes, yeah, ok. Và tất nhiên rồi, như thường lệ thì các bạn, nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, hãy để lại cho mình một like và một subscribe dưới cái video này để mình có thêm động lực làm các video sau nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ không quẩy. Ok, thì hôm nay anh Vịt muốn thông báo với bạn một chút cái tin. Thì nó chính là dạo gần đây thì anh Vịt có làm cái series talk show và các cái series khác nữa kèm theo cái series sinh tồn để cho cái kênh của anh thêm phong phú hơn, về đa dạng hơn về các loại thể loại video. Thì nhận được sự ủng hộ rất là lớn từ các bạn và cái kênh của anh nó đang lớn dần. Thì cái ý tưởng nó cũng kéo đến dần theo. Và để cho các video, các cái series khác được ra đời thì chúng ta buộc phải bớt đi cái khoảng không gian của sinh tồn, bởi vì không ai ăn mãi một món mà vẫn cảm thấy ngon cả. Nên anh muốn mang đến cho mọi người nhiều hơn những cái khía cạnh mà anh có thể làm tốt hơn, chứ không chỉ một sinh tồn. Nên mọi người đừng buồn, thì cái series sinh tồn vẫn sẽ là do mọi người quyết định xem nó có được đăng hay không. Chúng ta sẽ quyết định bằng cái nào? Đó chính là cái lượng like của các series sinh tồn. Nếu mà các video sinh tồn đạt được đến thời điểm hiện tại trên 300 like, anh sẽ ra tập tiếp theo của tập sinh tồn. Thì mọi người vui lòng hãy ấn like và share cho anh Việt trên các trang mạng xã hội, bởi vì mỗi tháng anh Việt chỉ được YouTube trả cho $5 thôi, thật là ít, quá là ít luôn. Thì anh vẫn quyết định là không bật quảng cáo, mặc dù là số tiền rất là ít ỏi như thế, nhưng anh vẫn nói không với quảng cáo, bởi vì là anh muốn để mọi người có một cái những cái giây phút thoải mái nhất trên channel của anh Mr. Vịt. Và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ anh Mr. Vịt bằng cách là ấn nút like là một này, ấn subscribe kêu gọi mọi người, ấn subscribe là hai, và nhớ là ấn share và copy link share lên các trang mạng xã hội, các group của Minecraft để ủng hộ anh Vịt nhiều hơn. Ok, và chúng ta nói đến đây thôi, thì hy vọng mọi người sẽ hợp tác với anh Vịt và chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá các video của anh Vịt bằng cách là ấn like nhá. Ok, và bây giờ để chúng ta bắt đầu tập sau thì anh sẽ nói qua về tập trước. Đó là tập trước chúng ta đã cùng nhau gọi là làm được một cái máy farm slam rất là oách, rất là ok. Và tập này chúng ta sẽ cùng nhau khám một cái bí mật khá là hay ho ở trong gần một cái tòa thành ở dưới địa ngục mà chúng ta đã từng đi qua. Thì hôm nay để xem cái điều đặc biệt đấy mà anh Vịt tình cờ phát hiện được nó sẽ là gì nhá. Ok, let's go. Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với cả world của Vitcoin chơi nữa. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại thế giới sinh tồn của anh Vịt nhá. Và dạ, thì tất nhiên rồi, trong tập trước chúng ta đã rất là vui mừng khi cùng nhau chúng ta gọi là đi thu thập được khá slam. Đó, thì các bạn nhìn thấy này, chúng ta khá nhiều bóng slam đây. Và không nói nhiều nữa mà anh sẽ vào chủ đề chính ngày hôm nay luôn. Đó chính là anh xin bật mí mọi người là anh đã phát hiện ra một cái lâu đài địa ngục rất là hay, mà nó rất là gần cái chỗ cũ của chúng ta mà từng khám phá. Thế mà anh không nhìn ra, nhưng mà hôm vừa rồi anh lọ mọ xuống dưới địa ngục, anh đi săn cái con Blade để anh kiếm một cái ít que củi lửa này. Thì anh đã tìm được cái lâu đài đấy và anh đã giấu bí mật đi, và hôm nay anh mới tiết lộ cho mọi người. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chính thức xuống khám phá cái khu đó. Thì trước khi xuống địa ngục thì anh giới thiệu mọi người một chút là bây giờ chúng ta đã có nhiều bóng slam rồi, bóng chất nhờn rồi. Thì bây giờ anh sẽ giới thiệu mọi người là chúng ta chế tạo ra cục kem dung nam nham này giúp anh nhá. Là chúng ta sẽ lấy bột quỷ lửa phân tách ra thành hai cái bột, sẽ lấy cái que quỷ lửa phân tách ra làm hai cái bột quỷ lửa. Sau đấy các bạn đặt cái kem dung, cái bóng slam lên trên là các bạn sẽ chế tạo ra một cái kem dung nham. Thì ở đây anh Vịt đã có một cái kem dung nham ở đấy sẵn rồi, thì nãy anh Vịt vừa mới chế tạo xong. Ok, thì anh sẽ sử dụng cái này này. Rồi, và bên cạnh đấy là chúng ta sẽ lấy ba cái chai cộng với cả một xô nước và cộng với cả một cái biếu nether. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên đến cái khu chế tạo thuốc của chúng mình ở trên tầng 3, và chúng ta sẽ chế tạo ra một cái thuốc gọi là thuốc kháng lửa. Ok, anh sẽ đổ cái xô nước ở đây đấy, thì nó sẽ bị chặn đây và nó sẽ không bị rớt được. Rồi, ok, ổn rồi. Và sau đấy là anh sẽ dùng anh sẽ lấy ba chai nước và anh sẽ lấy một cái ít cái ở đây một kỳ lửa vẫn còn, không biết là còn gì, không biết là anh vừa mới vứt ở dưới này xong. Đợi tí anh chạy xuống anh lấy cái đã cho nó đỡ phí cái que củi lửa của mình. Ok, trời thì cũng đã gần tối rồi, ngủ phát đã. Đó, rồi ok. Thì tại vì sao mà chúng ta lại phải chế cái thuốc kháng lửa này? Bởi vì là cái thực ra cái địa ngục nó không đến nỗi, với một người mà biết chơi thì nó không đến nỗi quá nguy hiểm. Nhưng nói gì thì nói, cái sự cố nó luôn luôn có thể xảy ra với bạn bất cứ lúc nào. Nên là tốt nhất là mình khuyên là các bạn đừng bao giờ chủ quan về cái vấn đề gọi là đi xuống dưới địa ngục. Đó, thì là các bạn nên cầm theo một chút ok, ở đây thì mình sẽ lấy theo một chút đồ ăn này. Đó, mình sẽ lấy một chút đồ ăn ở đây. Và mình sẽ mang theo cả thuốc kháng lửa, và bao gồm trong đấy là mình có sẽ mang theo cả thuốc hồi máu luôn. Mình là người rất là cẩn thận. Đấy, ok, bột lửa thì mình đã để đây rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên phía trên để chúng ta chế tạo ra, tạm thời là chế tạo ra trước mắt là cái thuốc kháng lửa đã, rồi xong rồi tính sau. Yeah.
Ở đây thì thuốc kháng lửa thì tất nhiên rồi, chúng ta chế tạo thì chúng ta phải có bột quỳ lửa để nó đốt cháy cái nguyên liệu ở đây này, nó như kiểu cái lò nướng ấy. Rồi sau đấy chúng ta sẽ để ba cái chai nước vào đây và chúng ta sẽ để một cái biếu nether vào để cho cái biếu nether này nó gọi là làm cho cái thuốc này nó thành cái thuốc gọi là gì nhỉ? Mình chả nhớ nữa, thuốc nhàm chán hay thuốc cái con khỉ gì đấy. Ngoài ra thì cái thuốc kháng lửa này mình không nhầm thì như mình đã nói rồi, mọi loại thuốc nó đều có cái một cái phần gọi là phần nâng cấp. Thì ở cái phần nâng cấp này thì mình không biết là nó có đòi hỏi mình ở đây là phải có sử dụng đá đỏ hay là đá phát sáng, bởi vì mình lâu mình không dùng, mình cũng quên mất rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ sau khi được cái thuốc vụng về rồi thì chúng mình sẽ, các bạn sẽ tiếp tục là cho cái kem dung nham vào, thì cái kem dung nham này nó sẽ chế ra cái thuốc kháng lửa. Đấy, mình không nhầm thì như thế, hình như là đúng đấy, mình không sai đâu. Ok, và mình không biết là nó sẽ cho mình ra cái đá phát sáng hay là cái gọi là nó cần cái đá phát sáng hay là cái đá đỏ để mà nâng cấp lên cái thuốc kháng lửa loại cấp 2, tức là sẽ cho ta cái khoảng thời gian sử dụng nó lâu hơn. Xuống dưới một cái lag quá lại là rồi. Ok, và bây giờ thì mình nói chung là mình cứ chắc cốp thì mình sẽ lên đây và mình sẽ ngồi dưới này. Cúp hiệu suất 5 nó bổ như kiểu là máy khoan cắt bê tông luôn, sợ vậy. Ok, thì mình sẽ lấy một chút những cái đá phát sáng này, mình không cần biết là nó có cần hay không, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đang chờ thuốc nó nấu thì mình sẽ lấy một chút ở đây nhá. Ok, mình sẽ lấy một chút đá phát sáng này mang về. Ở đây mình đang cùng dùng cái cúp mềm mại mà đập nó không ra đây này, tí nữa chúng ta lại phải đập lại, không sao cả. Ok, mất công đập rồi, chúng ta sẽ đập nhiều một chút nha. Đó, đá phát sáng này rất là quý này, sau này mà chúng ta mà làm được cái đèn đá đỏ thì ok, đèn đá đỏ thì ở nhà rất là đẹp ấy, nhưng mà mình đã có ước mơ là mình sẽ một hôm nào đấy mình sẽ lắp kiểu toàn bộ khung trại nhà mình là toàn đèn đá đỏ phát sáng, nhìn trông nó deep ship ấy, nhìn trông công viên kiểu ra vậy. Ok, ôi mấy cái đá phát sáng này thì nó hịn vậy, nó rơi xuống đây mà nó cũng vẫn phát sáng này, xịn vậy. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả thế giới của mình để mình lấy một ít cái chai thuốc kháng lửa cho nó yên tâm. Ok, thì bên cạnh là cái việc mà mình chỗ này nguy hiểm quá rồi. Ở bên này mình sẽ thử cho đá đỏ vào trước nhá, xem nó có nhận không. Nó có nhận thì không biết là nó có ra cái thuốc kháng lửa cấp 2 không. Mình sẽ để cái đá phát sáng vào đây để xem sau này cần gì ấy. Ở ngoài đây thì mình đã còn một ít gỗ thì mình sẽ gộp vào đây, bởi vì là các bạn biết tại sao mình gộp không, bởi vì là sắp tới này chúng ta sẽ tiếp tục xuống dưới địa ngục để đối diện với cả cái nguy hiểm dưới địa ngục. Và bên cạnh đấy thì có một cái mục tiêu quan trọng, khá là quan trọng nhất với chúng ta, đấy là cái mục tiêu gọi là khám phá một cái tòa thành mà mình vô tình phát hiện được trong cái thời gian mà mình đang xuống địa ngục. Thì ở đây thì mình sẽ mang theo một ít cái thuốc kháng lửa 8 phút. Ok, mình sẽ mang theo độ khoảng 2 chai và mình sẽ cất một chai ở nhà đi, không cần nhiều. Và mình sẽ mang theo thuốc hồi phục. Đó, thuốc hồi phục thì không biết là có cần thiết là không, nhưng cứ mang đi, nếu mà không dùng hết thì tí nữa vứt đi, không vấn đề gì cả, bởi vì chúng ta có dư hấu rồi mà, chúng ta có dư hấu và vàng thì tầm này biển này, nên là chúng ta không cần lắm. Yeah, ok. Mình đã xuống được cái địa ngục rồi. Yeah, thì đây cái khu mà mình muốn nói đến các bạn với các bạn là nó sẽ nằm ở cái mạn phía bên này. Tức là tí nữa mình sẽ đi ra đây đã. Mình sẽ đi ra đây đã, mình tìm đường mình chạy ra kia. Thì sau khi mình chạy ra bên đấy xong thì mình sẽ tìm đường xuống và cái lâu đài nó ở ngay phía bên kia thôi, nó không quá xa với mình. Nó ở phía bên kia thì phải. Đó, bên mạn bên kia. Thì bên này là cái đường xuống của mình lượt trước này. Ok, và bây giờ mình sẽ tìm cái đường xuống dưới nha. Ok, bây giờ tìm đường xuống dưới là khá là vất vả đây. Chí mình có thể phải chấp nhận là một cái cú nhảy khá là đau. Mình sẽ phải chấp nhận một cái cú nhảy khá là đau. Ok, sau mình sẽ tìm đường xuống bằng cái này. Tìm đường xuống bằng cái này nó ổn hơn, nó đỡ kiểu fucking washing, đỡ kiểu ngã hơn. Ok. Ở đây xuống dưới này là tạm tạm rồi, nên mình sẽ tiếp tục đào xuống. Chúng ta cần phải sang bên kia. Cần phải sang bên kia thì mình vẫn phải nhảy à? Ôi, mình nghe tiếng con gát rồi. Oh my god, mình nghe tiếng con gát rồi. Ok, không sao. Đây thì mình đã thấy lối vào rồi. Ok, lối xuống ở đây. Nói chung là nếu mà đáp một cú nhảy ở đây thì cũng không đến nỗi nhỉ. Mình sẽ nhảy sang kia trước. Nhảy sang đây trước này. Rồi, xong chúng ta sẽ xuống dưới này. Đó. Ok, hơi đau một tí nhưng không vấn đề gì cả. Rồi, chúng ta vẫn an toàn. Và bây giờ mình sẽ di chuyển sang phía bên kia nhá. Đó, bạn nhìn thấy không? Chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái phía trước rồi. Đó, nói chung là đi vào địa ngục thì né mấy cái ông Fuken Washit này ra. Mấy ông này ông ấy không biết thương người là gì đâu. Ông ấy sẽ tìm cách tấn công mình đấy. Ok, chúng ta sẽ đi lên trên này. Và ở đây là mình thấy khá nhiều zombie pigmen rồi, các bạn có muốn luyện công một phát không? Luyện công phát là mình sẽ chơi tất cả chúng nó luôn. Ok, mình sẽ chọn một cái vị trí thật là đẹp nhá. Và sau đấy chúng ta sẽ chơi tất cả bọn này luôn và kiếm một ít kinh nghiệm, không biết là kiếm được nhiều kinh nghiệm không, nhưng mà nói chung là chơi.
bơi hết vào đây, bơi vào đây, bơi vào đây, bơi vào đây, mạnh vào đây, tầm này có cung rồi không phải sợ đâu, tầm này có cung rồi không phải sợ đâu. Ui ôi, đúng quá vẫn phải sợ, vẫn phải sợ. Bây giờ mình sẽ hit and run nhé, mình sẽ chơi hết chúng nó luôn, bầy luôn, tầm này chơi hết luôn, tầm này mình sẽ đặt gọi là săn ma heo. Ui, nó chơi mình. Thì chúng ta sẽ chơi chỗ này. Đó, à, chúng mình sẽ đứng chỗ này. Rồi ok, nó không làm gì rồi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt từng tầng một. Tầm này bịt vào rồi, không biết được tôi đâu. Khó lắm. Ôi giời, gấp lắm. Ok. Nhân. Có chết hết rồi. Nói chung là mấy con này tí nữa chúng ta sẽ xuống nhặt được khá kinh nghiệm đấy. Đó. Mấy con này ăn thua gì? Sợ gì? Chả sợ. Mày em mày. Mình chỉ sợ bây giờ có con gác bắn phát nguyên quả cầu lửa vào mông mình thì mình mới lo. Ủa phát đấy không? Vừa nói cái đấy luôn à? Ok, mình sẽ phải ra đây xem có cái nước mắt ma địa ngục không. Mình đang cần nước mắt ma địa ngục. Có không? Ui, đấy rồi. Mày ok, chúng nó chết rồi đấy. Đó, ở đây rất nhiều kinh nghiệm một cục. Có con zombie con. Mày. No, nó định ăn thịt mình. Dạ ok, mình sẽ ăn để cho hồi máu đã. Mình vẫn tương đối máu rồi. Ok, còn con này nó đừng đứng đây nữa. Mày. Ok, nó chết rồi. Ở đây thì chúng ta được khá kinh nghiệm đó, cũng được đến 22 cấp này. Không biết là lúc em bao nhiêu cấp. Mày ui con này nó khô máu với mình. Ui giời. Nó khô máu với mình. Ok, tao khô máu mày luôn. Còn một tí máu này. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái cuộc đi săn tìm của mình. Thì nó ở ngay phía bên kia. Bây giờ mình sẽ tìm đường xa. Nó ngay phía bên này. Đó, mình đã nhìn thấy nó rồi đây. Nhìn nghe tiếng gát mà không biết nó ở đâu đây. Nghe hơi ghê một tí nhưng không sao. Ok, đường này rất là ghê. Chặn hết lava đã. Ok, đây mình đã nhìn thấy rồi. Không biết là tàu thành bên này nó có cái con khỉ gì không mà, hoặc là mình có nhầm lẫn không. Bởi vì là hôm nọ mình hình như mình đã đi đến đây rồi. Mình sẽ ngó qua một lần xem mình có nhầm không. Bởi vì là cái tòa thành đấy nó ở ngay gần đấy thôi. Nó rất là gần, cực kỳ gần. Nếu mà không thì chúng ta sẽ chạy sang bên kia là sẽ tới thôi. Bởi vì nó gần lắm. Tòa thành này chúng ta đã đi chưa? Đó, thì là mày đây. Ui, mày con. Tí gì ngã. Ok. Ở bên này mình thấy con xương khô héo kìa. Chúng ta rất cần con này. Chúng ta phải giết nó thôi. Bởi vì là Nó sẽ giúp chúng mình gọi là có được. Ở bên này thì mình đi rồi này. Ok, bên này mình đi rồi. Không sao. Bây giờ mình sẽ tìm đường để mình chạy sang bên kia. Đó, mình nghe thấy tiếng bullet rồi đấy. Đây, dưới này bây giờ mình sẽ cầm cái chai. Mình sẽ drop bớt những cái đồ linh tinh xuống. Mình sẽ vứt bớt rác đi này. Vứt những cái linh tinh đi. Cầm sẵn một cái chai thuốc kháng lửa trong tay. Nên nhớ là thế. Ui, có được không? Chưa gì bắn nhau rồi. Ok. Và bây giờ mình sẽ di chuyển. Ui, con này. Mày à mày. Ok, cầm blade này. Nói chung là mình đang nghe thấy tiếng lạo xạo ở đâu đấy. Một con bộ xương khô héo đâu nhỉ? Bên này. Ok, bên này. Mình đã thấy cái lối đi rồi. Đây là cái tòa lâu đài cũ nhá các bạn nhé. Đây là cái tòa lâu đài cũ. Thì mình không nhầm là cái tòa lâu đài mới nó ở phía bên kia. Ở phía bên này mình sẽ tiếp tục mình đi theo men theo cái đường này. Đó. Nó ngay gần đây thôi. Đây là phía bên này thì phải. Ok, bởi vì chúng ta sẽ cùng đi tìm nha. Tập này có lẽ là sẽ hơi dài đây. Để mình sẽ đi tìm nó xong rồi mình sẽ cho bạn xem nha. Để ở ngay phía này. À, ngay chỗ này. Mình cũng nhầm nó chỗ ngay chỗ này thôi. Gần rồi. Gần tới rồi. Ôi. Ai ôi, đau quá. Phía bên này. Đó. Yeah. Ok. Các bạn thấy không? Đây là một cái tòa lâu đài còn nguyên này. Đó, còn nguyên luôn. Rất là đẹp. Mình có lên chơi hết cái đúng zombie Pac-Man này không ta? Ok, nói chung là đánh bọn này chỉ làm hỏng kiếm, tổ hỏng kiếm chứ chả để làm gì cả. Mình sẽ rớt xuống đây một phát. Ôi đau quá. Ok, mình sẽ nhảy xuống đây.
Bây giờ mình sẽ tìm cách để mình chặn chặn đứng cái dòng dung nham này lại đã, bởi vì cái tòa lâu đài này khá là lớn này. Ok. Đấy các bạn thấy không? Dung nham nó chảy rất là ghê, mình phải chặn đứng nó lại. Chặn đứng nó lại tạm thời như này. Như này lại rồi. Mình sẽ chặn nó lại như này. Rồi, để cho không cho chảy nữa. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá nhá. Các bạn vẫn còn nhớ cái nguyên tắc mà chúng ta để chúng ta đi dưới địa ngục không? Đó, thì nguyên tắc của chúng mình đấy là vừa đi vừa đặt block. Ở đây thì mình đang khá là lạc phương hướng, mình đang lạc đường, thì chúng ta sẽ tạm thời đi bên này trước nhá. Chúng ta cứ đi bên này trước, bên nào ấy, bên này đi trước. Ủa mày hay mày? Mày hay mày? Mày hay mày? Bắn tao mày. Ok, bên này là đã xong rồi này. Mình thử đục ra xem có đường nhá. Có đường này. Dẫn đi đâu không? Không dẫn đi đâu cả. Bên này đường của tôi này. Ok, tạm thời bên này là chúng ta hết đường rồi này. Và bây giờ các bạn xuống này, đặt cho mình ba cái block đây, chặn đường đánh dấu tôi đã đi. Đấy, tại vì sao lúc đấy mình nhìn cái lâu đài cái mình biết mình đi hay chưa, bởi vì là mình thường xuyên có cái thói quen đặt cái block này lại. Nếu mà cái tòa lâu đài đấy mình thực sự mình đã đi rồi thì nó sẽ có cái dấu vết của mình để lại nhá. Ok, thì rất là dễ phân biệt. Đây thì đang có đường cụt rồi này. Ok, hai lối đã hết rồi. Buồn làm chi khi hết lối rồi. Ok, ở chỗ này thì chúng ta đã hết hai lối rồi này. Mình sẽ đi bên lối bên này tiếp. Bên này thì cái loài lâu đài này trông nó có vẻ là khá phức tạp, khá rắc rối. Vì cái lối đi này, hai lối này thì đã bị chặn rồi này. Chúng ta sẽ ngừng nốt lối này, đi sang lối bên này, chúng ta sẽ chặn đôi bên này lại. Đấy, là đánh dấu là đã đi rồi và không có gì cả. Ok, mình sẽ đi, tiếp tục đi lối này này. Lối trong này cũng có đường để đi mà không biết là có gì trong này không. Nói chung là không có, thì mình đi thế này thôi. Mình giới thiệu các bạn một chút này. Ở bên này thì bên cái tòa lâu đài địa ngục này, đấy các bạn nhìn thấy không, có những cái đấy, đây những cái con sư khô héo này, thì nó sẽ là những cái con mà chủ đích để giúp mình gọi là có thể sưu tập ra được cái để mình bắn chết nó đã. Chết một con rồi này. Mày này, mày này, mày này, mày này. Ok, mình xem trên đấy xem có gì không nhá, xem chúng nó có rớt cái gì trên đấy không đã. Nó đổ tít trên cao thì mình ăn cái đống này ạ, ăn miếng thịt chuối đói quá. Ok, ok, bên trên này đó, xem nó có rớt cái đầu khô héo không. Thì cái đầu khô héo ấy, mình xin dành một chút thời gian để mình nói chuyện với các bạn về cái đầu khô héo này này. Thì đã có rất là nhiều bạn có inbox cho mình, hay cũng là gọi là nhắn tin cho mình thông qua cái những cái video clip của mình ở trên YouTube. Thì các bạn còn nói rằng là anh Vịt ơi, anh hãy làm cái farm, anh hãy đánh nhau với Witherbot đi. Thì mình giới thiệu cho bạn một chút, để không biết là các bạn đã biết rõ về Witherbot chưa, nhưng mà mình sẽ nói cho bạn nghe để chúng ta cùng trao đổi. Thì đấy là gì? Con Witherbot của chúng ta ấy, thì đại loại nó là một con bot khá là khỏe, nó chỉ gọi là sau con rồng Ender thôi. Và bằng cách nào mà chúng ta có thể triệu hồi ra được cái con này, thì cái con này nó bắt buộc các bạn phải sở hữu ba cái đầu. Ui, giật cả mình. Ba cái đầu của con khô héo này. Và cái tỷ lệ rớt của nó ấy chỉ là 5%, 5% trên một con thôi. Nếu mà bạn có một cái kiếm, có một cái dòng nhặt 3 thì tỷ lệ rớt chỉ 5%. Nên là mình có lẽ là mình nghĩ là mình sẽ phải... Oh my god. Rau rồi. Ok, thì... Ôi, 4 viên kim cương lận. Thật là giàu luôn á. Lần đầu tiên mình nhặt được 4 viên kim cương ở trong một cái dương ạ. Thật hư cấu. Thật không thể tin rồi. Ui chủ mắt. Mày solo cung thủ à? Ok, ở đây mình đã vừa tiêu diệt xong một con xương khô héo gây cọc lóc. Yeah, ok. Thì đây, chúng ta sẽ tiếp tục nói tiếp. Thì để mà mình kiếm được đủ các cái nguyên liệu để mình farm Witherbot ấy, thì thực sự là mình phải farm rất là lâu, cực kỳ lâu luôn. Nên là mình xin phép là chúng ta sẽ tạm thời gác cái chuyện farm Witherbot sang một bên. Có lẽ nếu các bạn yêu cầu đến khi nào mà chúng ta đi đủ hành trình của cái survival rồi, thì mình hứa với các bạn là mình sẽ đi tìm cái con Witherbot, cái con khô héo đấy, và mình sẽ tự farm. Và mình sẽ cố gắng sau mỗi tập mình sẽ kiếm mỗi tập một chút. Thì có lẽ là sau một thời gian là mình sẽ đủ cái nguyên liệu để chúng ta triệu hồi ra con khô héo. Thì còn hiện đại là chúng ta vẫn đang gọi là đang farm, đang survival, thì nó rất là khó để mà chúng ta có thể gọi là đáp ứng đầy đủ cái nguyện vọng của các bạn để mà mình có thể triệu hồi ra con Wither. Thì hơi khó một chút, nên là mình sẽ farm một mình thôi. Nên là khi nào mình báo được thì mình farm đủ thì mình sẽ báo các bạn sau nhá. Còn bây giờ chúng ta tạm thời là... Ui, trên này có lối này. Đừng vào team em hơi lắm lỗi. Ok.
Trời ơi, bao nhiêu kim cương nó dồn vào đây hết rồi. Kim cương làm chi khi đã bồn dồn vào đây hết rồi. Ok. What the hell? Có nghe thấy tiếng con gà không? Ghê vậy. Nghe tiếng nó rên rỉ nghe ghê vậy. Thực sự là không hay tí nào cả. Ok, ở đây mình sẽ chặn cái lối này để biết là mình đã lên cái cầu thang này rồi này. 1, 2, 3. Rồi ok. Rồi tiếp tục là bên này mình sẽ chặn cái cầu thang này để biết mình đã lên đây rồi. Ok. Và mình sẽ đi sau này xem có gì không nhá. Thủ sẵn cái cung đã nữa, gặp ông gắt và vui tính ông ấy giết mình sao. Đó, lấy hai yên cưỡi này. Nói chung là thôi, yên cưỡi thì cứ lấy. Mặc dù yên cưỡi bây giờ có nhiều nhưng cứ lấy. Đường rất là xa. Đó. Đường xa. Và thành quả thì trông thật là fukenwashit. Không hay lắm. Dạ. Ok, thì mình đã đi xong cái lối này rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái lối bên trên. Đó, thành quả chúng ta tạm thời là mình nhìn thấy có một cái nước mất mã địa ngục rồi đây này. Ok, rất là hay. Và bây giờ mình sẽ lấy cái viên đá này. Ok, như thường lệ chúng ta sẽ đặt cái lối này lại để chứng tỏ là chúng ta đi qua đây rồi. Đó, chúng ta sẽ quay lại về bên lối này. Đặt. Rồi đấy. Và lên trên. Đó, lên trên. Ui, vẫn là con heo xấu xí đây. Yeah. Và có một cái lối duy nhất. Đấy, chúng ta vẫn tìm được đường ra này. Ở đây thì chúng ta chưa đi bên này. Chưa đi bên này. Ok, mình sẽ đi đường này. À, dạy bên này. Bên này là mình xong rồi thì mình sẽ đặt ở đây. Nhìn nó vẫn cố nó bắn mình vãi cả trường. Sợ vãi. Yeah. Ok, dưới này có lối này. Đây cũng có lối này. Nhưng mà lối này là lối cụt. Ok, mình sẽ đặt cái block ở đây để cản. Rồi, lối này có lối đi này. Dưới xuống cầu thang này. Ở đây là cũng xuống cầu thang thì chúng ta đi bên phải trước. Mình người theo lẽ phải thì mình sẽ đi bên phải đi. Thôi rồi, đi bên trái đi. Một rồi mình lỡ lên cái dương rồi. Ok. Đây cả hai lối nó đều dẫn xuống một nơi gọi là nơi ở của thần chết ấy. Đi xuống đây là lông vịt lông gà là mình thành vịt quay bể món ấy. Mình xin phép là quay đầu nhá, quay đầu là bờ nhá. Ok. Ok. Thì đây mình đã đặt kín chỗ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỗ này á. À. Thì ok thì có lẽ là cái chỗ lối này nó cũng kín lối rồi, mới che kín lối rồi. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại lối bên trên. Đặt đây, đã biết là đã đi rồi. Ok, cái lối này chúng ta đã khám phá xong. Nhiệm vụ của mình là bây giờ phải tiêu diệt con Blade trước khi nó bắn mình. Rồi, chết. Và bây giờ mình sẽ đặt đây là đã đi. Rồi. Ok, và mình sẽ tiếp tục hành trình của mình nhá. Ở đây lại bắn rớt ra một cái quay quỷ lửa này. Rồi, bên này mình vẫn thấy có một cái lối đi nữa bên này. Mình sẽ thử đi xem bên này nó có con khỉ gì nhá. Chúng ta sẽ đi bên trái trước đi. Bên trái này là nó có một cái giao lộ này. Ok, thì đến cái đoạn này nếu bạn nào vẫn còn đang xem video của mình thì mình sẽ nói cho bạn biết một chút. Đấy là về cái giao lộ ở trên cái tòa thành địa ngục. Tức là những cái lối đi này này, các bạn nhìn thấy này. Có những cái giao lộ như này. Thì những cái giao lộ này nó là cái mà chỗ mà hay xuất hiện Wither Bolt, cái con khô héo nhất. Nên là nếu các bạn có ý định là đi săn Wither thì hãy sắp xếp thời gian để mà chúng ta săn ở cái chỗ bạn mạn này. Nó sẽ có lợi cho các bạn hơn. Mày solo mày. Solo kill mày. Solo mày. Solo mày. Nhờn tôm. Solo với anh vịt còi cháy nắng. Ngáo. Ok. Chỗ đằng này thì ôi, ở chỗ này có một con khô héo. Được rồi, mình sẽ phải giết nó. Mình sẽ phải giết nó. Mày. Có rớt không? Không rớt, bởi vì tỷ lệ rất là thấp. Ok. Cái gì? Mấy anh định làm cái gì em? Định làm gì em? Ok, mình sẽ chơi chúng nó luôn. Con này hai con Blade này. Một con này. Hai con này. Mày con lợn kia đâu. Mày. Ok, mình bắn chết hết chúng nó luôn. Mình sẽ đập luôn cái lồng này bởi vì chúng ta ở gần nhà mình ấy, có mấy cái lồng rồi. Mấy cái lồng liền ở gần nhà ấy, chúng ta không thiết là phải giữ mấy cái lồng này. Ok. Đó, rồi. Fine. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ xem nốt cái khu này nhá. Và bên trên này thì kín lối rồi. Mây răng kín lối ở trên này rồi. Dưới này thì cũng hết đường rồi. Ok. Và coi như là tạm thời là chúng ta đã khám phá xong cái địa ngục ở dưới này. Thì để xem là thành quả chúng ta được những cái gì nhá. Mình sẽ cùng khám lại với các bạn nhá. Yeah.
cắm một cái đuốc cho lung linh nhá, cho đẹp trai đứng giữa địa ngục hiên ngang. Ok, thì ở đây chúng ta thu thập được 6 viên kim cương, 4 cái giáp ngựa, một ít vàng, một ít sắt và một cái ít ngựa sắt. Kết thúc quá trình này chúng ta ngày hôm nay, và mình muốn nói với các bạn một điều là chúng ta vừa khám phá xong một cái tòa thành địa ngục mới. Nếu bạn nào mà mới xem video của mình thì bạn có thể chứng kiến được cái cảnh mà anh Việt xuống tòa thành địa ngục, anh Việt đi thành như thế nào, cách làm sao để chúng ta không bị lạc lối, chúng ta tìm ra lối đi nhanh nhất, biết chỗ nào đã đi rồi, chỗ nào chưa đi, thì các bạn hãy để ý kỹ video của mình. Và một cái nữa đấy là sau khi mà mình đã hướng dẫn các bạn rồi thì mong các bạn sẽ nắm được, sẽ hiểu được rằng là mình đang có ý là sau này chúng ta sẽ cố gắng tự, mình sẽ tự chủ động mình xuống dưới địa ngục, mình farm cái con đầu khô héo ấy, để một ngày gần nhất mình sẽ có đủ nguyên liệu để mình triệu hồi ra con khô héo. Bởi vì là thực ra cái này nó không thể nào ngày 1, ngày 2 chúng ta có ngay được, mà chúng ta phải farm rất là nhiệt tình và kiên trì. Kiên trì đến phát nấc luôn. Ok, thì video này chúng ta sẽ kết thúc tại đây thôi. Ui, vừa nói xong đấy, phun mà vẫn sống hả? Ok, chúng ta sẽ thử bắn con này xem nhé. Và rất là may mắn nếu mà rớt ra một cái đầu lại không rớt. Mày đây, đấy bạn thấy không? Thì mình có kể với các bạn về cái giao lộ này rồi. Thì cái giao lộ này nó sẽ giúp cho bạn có thể gọi là tìm được cái con khô héo này một cách nhanh nhất, và chúng ta sẽ có khả năng sở hữu cái đầu khô héo. Và mình sẽ cố gắng là tự farm, và khi nào mà xong mỗi tập nếu mà mình farm được ít nào thì mình sẽ báo với các bạn ít đấy nha. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đây cứ loanh quanh mấy giao lộ như này thôi để mà cố gắng tìm thấy cái con khô héo này để mà giết nó. Dạ, yeah, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Nhớ để lại một like và một subscribe nếu các bạn cảm thấy series này hay, và hãy nhớ ủng hộ cho mình để mình ra thêm các video sau, và đừng quên để lại đủ 300 like để chúng ta ra video sinh tồn của Mr. Vịt tập 44 nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.